Nay mình lên đây mình mua cà phê, mời giám đốc. Mời giám đốc uống cà phê nha. Mình phải hối lộ giám đốc một tí chứ thiếu nha. Không hối giám đốc thì mình đi mình chết. Sao giám đốc? Ngon. Mình thích uống cái cà phê Piano này, Sài Gòn này ít chỗ bán cái này hả? Ngon giám đốc, chẳng ly cái anh. Ok. Đây cũng là một chiếc Morning. Xe Morning là xe taxi. Xe này là khách đưa tới nhu cầu. Cái này cũng khách, cũng dạng là người ta mua về người ta bán kiếm lời. Giống như mấy cái kiểu mà Pháp Anh bán cái xe mà dập thì xe tai nạn rồi xe mà số 66 rồi anh chị mua về vừa chạy. Ai vòng hay là đăng lên mấy cái trang mạng nhỏ lẻ, đừng có người mua lời ví dụ 20 30 là bán á. Đó là cái dạng đó. Thì mình ở đây là mình đang đại tu và cái chiếc xe này là Morning của một cái anh đó, anh đưa cho mình màu xanh lè luôn mà đang làm sơn đại tu. Anh chị thấy cái gốc bên trong màu xanh luôn. Trong màu xanh. Đó là bên mình là đang dự tính là mở cái bãi phía đằng sau này là gọi một cái gara chuyên đại tu xe và dọn xe cho khu vực Đồng Nai ha. Khu vực Đồng Nai nói chung là gần khu vực đây. Và anh chị và em bà con nào ví dụ như là có nhà hứng mà có ý muốn mua và muốn dọn cái xe mình thì cứ đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Dầu Dây, mình sẽ có cái địa điểm và mình sẽ dọn xe cho anh chị một cách ngon nhất và đẹp nhất để anh chị có xe bán. Và những anh em nào lái dân buôn mà muốn làm thì cứ hoặc là muốn dọn xe mình cứ đến đây, sẽ có người tiếp anh chị và sẽ dọn xe cho anh chị. Đây là rất là rộng, còn rất là dài nữa anh chị ha. Đó là những cái cách mình đang làm. Thì hôm nay là thợ đang dọn hai chiếc xe bên trên và chưa có làm đây được, cho nên là mình cùng lên trên xem thợ đang làm bên trên ha. Thì thật sự với anh chị ra là bên mình nó đang thiếu thợ trầm trọng luôn. Mấy bữa nay mình mở thêm mấy cái gì cái phương hướng mà làm theo cái kiểu này là đâm ra cái nguồn thợ không có. Và anh chị nào mà đang có nhu cầu hoặc là đang có công việc mà cảm thấy không ổn định thì hãy đến với Pháp Anh, kết hợp cùng Pháp Anh làm những con xe và dọn những con xe cho tất cả anh em mình. Thì chỗ mình đây có gara nè, có làm máy, làm đồng, làm sơn, nói chung tất tần tật đầy đủ. Và anh em nào mà có làm bên cái lĩnh vực gì mà thấy điều kiện của mình hoặc thấy cái nơi mình làm chậm phát triển thì anh chị hãy đến cùng kết hợp với Pháp Anh ha. Ở địa thế đây rất là đẹp, trên này là đồi, đây là cái mái, kế bên này là cái suối rất là đẹp anh chị này, quá trời cây luôn ha, cây ăn trái không à, mít rồi trái nói chung nhiều lắm. Đây ở đây là cái đường đi lên rất là thoáng luôn. Đây là cái mít, đường đi lên tuy hơi dốc nhưng mà xe lên rất là tốt. Đôi khi cái dốc này cũng để cho Pháp Anh và anh em cũng để thử xe luôn đó. Dốc này rất là cao nhưng mà đi xe chạy lên là vô tư luôn anh chị. Pháp Anh hôm nay quay sơ về cái khung cảnh phía sau cho anh chị và con mình xem để nắm bắt được, là biết được là Pháp Anh đang chuẩn bị được tới làm cái gì và hướng của mình như thế nào ha. Rồi phía sau đây thì có mấy chiếc xe. Cái chiếc xe kia của mình hôm trước là mình đang dán Vương, giám đốc Vương dán, thì mình mới cho lột ra và sơn lại cái màu khác ha. Anh chị nhìn thấy bây giờ xe nó khác hơn nhiều. Hôm bữa người ta dán nhìn nó xấu, nhìn ghê lắm cơ. Thì bây giờ cùng mà mình nhìn xem sơn thế này ha. Anh chị nhìn thấy không? Bây giờ lột cái da. Hồi trước đó là dán là nó sần sùi mà nó sần như mấy góc. Còn bây giờ là anh em lột nó hết và anh em phủ một cái lớp sơn tắm nhẹ lại cho nó đều cái màu. Bây giờ nó thành một màu sơn luôn ha, rất là đẹp chị ha. Bây giờ mình đưa cái màn hình vô tới đây mình xem nè. Ha, anh chị nhìn thấy nè. Anh chị nhìn thấy không? Nó đều hết. Hôm trước đó là khi mà mình không dám quay gần đâu, mình quay gần nó sẽ bị nổ cái keo ha. Còn bây giờ là không nhìn thấy một vết gì luôn đó anh chị ha. Xe thì rất là đẹp rồi. Cản thì mình giữ nguyên, đèn giữ nguyên, trạng thái thì mình giữ nguyên, mình chỉ lột nó thôi và mình sơn đó. Và cái xe này thì giá thì hôm trước mình cũng có để giá rồi, anh chị chắc cũng đã biết. Mà hiện giờ thì mình đã cho làm lại về những cái phần này ha. Tiếp tục về phía sau này thì có những cái xe cũng mới về và anh em đang cho dập vài chỗ. Nói chung là
có nhiều xe mới về thì phải cần làm những cái điểm, ví dụ như là bị nhẹ góc này dẻo kia đó, chị thấy như cái xe này là riêng nguyên hết anh chị ha, nhưng mà nó cứ bị nhẹ một góc nên em đang là đang mài ra ha. Đây một cái xe nó sẽ bị một tí này đó, anh em đang mài ra này. Như chiếc này là chuẩn bị cũng chuẩn bị mang lên bán cho anh chị nhìn thấy nó zin không, sơn zin nguyên hết, nó chỉ bị một tí xíu thôi mà cũng phải làm thôi. Và xe này là vừa về tới luôn, chưa có đụng bất kể một cái gì luôn. Anh em đang mở ra để mở cái đầu ra để vệ sinh mấy cái này. Anh chị nhìn thấy không, nếu mà mình không gỡ phần đầu ra mình sẽ không vệ sinh được những cái nách này, nhưng mà mình gỡ ra rồi nó nhìn thấy mấy cái này nè, cho nên xe mà bị lỗi mà đâm đụng phải không, cái này nó khúc bên trong anh chị đâu nhìn thấy đúng không, mà phải nhìn từ cái kẽ trên này xuống mới nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ mình gỡ nó như vậy luôn rồi, cái xương này nhìn thấy rõ không? Xe mà chỉ cần cấn nhẹ thôi là nó sẽ móp luôn, cho nên là một chiếc xe bên anh em mà mua về anh em nhìn rất là kỹ và coi rất là kỹ để chọn một chiếc xe mang về cho anh chị và bán cho anh chị, cho nên là bên mình làm rất là kỹ, lựa chọn rất là. Bên trong này thì có một cái bên đúc này là sơn tắm ở nhẹ lại nguyên con luôn thôi. Bên đúc khách cũng muốn bán nhưng mà được giá thì chắc cũng lấy luôn. Đó, đây là một chiếc Spark này, Spark bên trong trời ơi, sơn màu đỏ nhìn lè lè nhìn nó nổi thật ấy, số tự động luôn. Xe này xe gọi là xe cọp luôn đó. Xe này mà dọn xong là bán rất là ok luôn, chắc là rất là nhiều anh chị thích cái chiếc xe lắm đây, tại vì cái xịn bắt mà dòng này nè nhiều người tìm mua lắm, tại anh chị biết sao, nó gọn nhỏ chứ nó không có như những cái dòng khác thì nó sẽ bự và nó sẽ thô to, còn những anh chị em và phụ nữ mà nhỏ xinh nói chung là những cái em nhỏ thôi, dáng nhỏ đi mấy cái xe rất là thích hợp nha, đi chạy đi đâu mà nó thứ nhất rồi. Thứ hai là rất là tiết kiệm, nó chỉ có 4 lít hơn 4 lít gì đó, nó bằng hơn Honda chút xíu thôi ha. Gia cố làm lại cái là mới tin luôn, nhìn cái đâu biết xe đâu, gặp anh em thợ ở đây là làm rất là giỏi. Ủa thợ sơn mình nay có mấy người làm à? 3 người anh. Có 3 người nữa à? Ráng kiếm thêm mớ bốn thêm mấy anh em nữa làm cho nó nhanh tiến độ cho nó lẹ, không có người nổi hả? Không có người nổi luôn đó. Anh em nào mà đang có tay nghề và ví dụ như là đang cũng là thợ, ví dụ như là mình làm cho mình không ok thì hoặc là lương hay là chi phí nó thấp hoặc nó ít thì không nó đủ lời thì hãy đến kết hợp cùng mình ha. Nói chung là mình sẽ có hai cách phương án cho anh chị lựa chọn, một là anh chị làm theo sản phẩm, ví dụ như là không, anh nhận cái xe đó xong anh chị nhận là bao nhiêu đúng không, phải làm cho đẹp cho chuẩn mình mới lấy tiền được khách hàng. Còn anh chị nào mà muốn tới làm theo tháng thì hãy đến đây anh em mình cùng xem mức độ tay nghề để anh em mình trả lương. Thứ ba là anh em nào mà đang cần học hoặc là muốn học nghề sơn sửa ô tô thì cứ đến đây. Đó, mình sẽ có đội ngũ và anh em sẽ chỉ nghề cho anh chị, ra nghề anh chị sẽ làm cho bên mình nha. Thì anh chị không thích làm bên mình thì không cũng sao, nói chung là mình làm sao mình tạo điều kiện cho mỗi người mỗi công mỗi việc và giúp ích cho đời thôi. Thôi mình cũng xin chào, hẹn gặp tất cả bà con những clip tiếp theo nhé, bye bye.